Vì sao? Vì như hư không, đông, tây, nam, bắc, bốn góc, trên, dưới, tất cả phương đều bất khả đắc. Đại thừa cũng vậy, đông, tây, nam, bắc, bốn góc, trên, dưới, tất cả phương đều bất khả đắc. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, dài ngắn, cao thấp, vuông tròn, ngay thẳng, tất cả hình sắc đều bất khả đắc. Đại thừa cũng vậy, dài ngắn, cao thấp, vuông tròn, ngay thẳng, tất cả hình sắc đều bất khả đắc. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, hiển hiện sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tím, xanh, biếc, xanh vàng, xanh nhạt, đều bất khả đắc. Đại thừa cũng vậy, hiển hiện sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tím, xanh, biếc, xanh vàng, xanh nhạt, đều bất khả đắc. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng quá khứ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại. Đại thừa cũng vậy, chẳng quá khứ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng tiến chẳng lui. Đại thừa cũng vậy, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng tiến chẳng lui. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng tạp nhiễm, chẳng thanh tịnh. Đại thừa cũng vậy, chẳng tạp nhiễm, chẳng thanh tịnh. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, không sanh, không diệt, không trụ, không khác. Đại thừa cũng vậy, không sanh, không diệt, không trụ, không khác. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng thiện, chẳng ác, chẳng vô ký. Đại thừa cũng vậy, chẳng thiện, chẳng ác, chẳng vô ký. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, không thấy, không nghe, không ngộ, không biết. Đại thừa cũng vậy, không thấy, không nghe, không ngộ, không biết. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng sở tri, chẳng sở thức. Đại thừa cũng vậy, chẳng sở tri, chẳng sở thức. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng biến tri, chẳng dứt hẳn, chẳng tác chứng, chẳng tu tập. Đại thừa cũng vậy, chẳng biến tri, chẳng dứt hẳn, chẳng tác chứng, chẳng tu tập. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng quả, chẳng pháp quả, chẳng dị thục, chẳng pháp dị thục. Đại thừa cũng vậy, chẳng quả, chẳng pháp quả, chẳng dị thục, chẳng pháp dị thục. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng pháp có tham, chẳng pháp lìa tham, chẳng pháp có sân, chẳng pháp lìa sân, chẳng pháp có si, chẳng pháp lìa si. Đại thừa cũng vậy, chẳng pháp có tham, chẳng pháp lìa tham, chẳng pháp có sân, chẳng pháp lìa sân, chẳng pháp có si, chẳng pháp lìa si. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, chẳng đọa dục giới, chẳng đọa sắc giới, chẳng đọa vô sắc giới. Đại thừa cũng vậy, chẳng đọa dục giới, chẳng đọa sắc giới, chẳng đọa vô sắc giới. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, không có sơ phát tâm, không phát tâm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Đại thừa cũng vậy, không có sơ phát tâm, cho đến không có phát tâm lần thứ mười. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng. Lại như hư không, không tịnh quán địa, trùng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, bồ tát địa, như lai địa có thể đắc. Đại thừa cũng vậy, không tịnh quán địa cho đến như lai địa có thể đắc. Nên nói đại thừa cùng với hư không bình đẳng.